Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cho cái phần là tìm hiểu về BNB ha. Thì chúng ta sẽ đến cái phần về cú pháp và những cái nền tảng của PHP. Và trong cái bài video trước á thì chúng ta đã làm quen với cách cái đoạn mã của PHP như trong màn hình mà các bạn đã thấy á, thì nó trộn lẫn giữa mã HTML và mã PHP. Và thực tế là cái video trước là chúng ta chỉ có cố gắng là thử nghiệm một cái chương trình được viết bằng PHP để kiểm tra ha, kiểm tra cái mô hình client server của mình á, nó đã chạy chưa, tức là chúng ta đã cài đặt được cái web server được thành công hay chưa. Thì cái bài hôm trước, cái vấn đề quan trọng nhất là các bạn phải nắm vững được mô hình client server. Server nó khi mà được cài đặt cái Apache thì nó trở thành một cái web server, và cái web server nó là một cái ứng dụng, nó luôn luôn lắng nghe trên cái cổng mặc định là 80. Tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi cái cổng mặc định đó thành một cái cổng khác, miễn sao nó không trùng với bất kỳ những cái ứng dụng nào đang cài trên máy của mình mà sử dụng cái cổng đó. Rồi khi mà chúng ta muốn muốn cái web server nó hoạt động thì chúng ta phải chạy nó, và nó sẽ nằm ở trên cái thanh system tray đúng không, và chúng ta lưu ý là phải bật cái dịch vụ của nó, đảm bảo cho nó đang là cái nút màu xanh thì lúc này nó đang chạy tất cả các dịch vụ của web server đó. Đó là một số cái lưu ý mà chúng ta cần cần quan tâm. Rồi sau đó chúng ta có làm thử bằng cách là chúng ta chạy cái chương trình PHP và dưới dạng command line. Thì command line là như thế này đây, và thay vì chúng ta chạy bằng web thì chúng ta mở cái chương trình CMD đó là command line của hệ hành Windows hay là Mac, thì nó có terminal là cái gọi là hệ điều hành dòng lệnh, thì nó chỉ có gõ lệnh thôi chứ không có giao diện để chúng ta lít chuột ha. Và chúng ta hoàn toàn có thể test được các cú pháp sử dụng ngôn ngữ PHP để có thể thực hiện cái đoạn chương trình mà chúng ta mong muốn, vì bản thân PHP nó là một cái ngôn ngữ hoàn chỉnh ha. Tuy nhiên á, thực tế ra thì PHP người ta dùng sử dụng kết hợp với web, vì thế là chúng ta dùng PHP theo cái cách này là chúng ta sẽ lưu lại nó dưới dạng cái file là PHP, và sau đó chúng ta sẽ đưa cái file này lên trong cái thư mục web server của mình và chúng ta sẽ chạy thông qua trình duyệt ha. Đó là cái cách để mà chúng ta sẽ làm việc với lại PHP sau này. Thì tôi nhắc lại để cho các bạn nhớ lại cái video trước chúng ta đã làm gì rồi. Và tiếp theo á, thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về nền tảng của ngôn ngữ lập trình PHP trong cái bài học hôm nay. Thì đầu tiên á, bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào chúng ta cũng luôn luôn sẽ tìm hiểu nó có những cái thành phần chính sau. Thứ nhất đó là keywords, đó là những cái từ khóa dành riêng cho cái bộ ngôn ngữ đó. Thì chúng ta hiểu đây là những cái gọi là bộ từ vựng của một ngôn ngữ lập trình ha. Rồi thì ở đây nó liệt kê chúng ta một số cái keywords của PHP, chỉ là một số thôi chứ không có hết đâu nha ha. Thì nếu mà các bạn muốn biết được đầy đủ á thì chúng ta có thể vào cái trang này, nó có một cái trang gọi là trang research ha, để mà liệt kê toàn bộ các keyword của PHP. Thì chúng ta thấy những cái keyword này cũng rất là dễ hiểu thôi, nó là bộ từ vựng của PHP và chúng ta sau này sẽ gặp thường xuyên, đa phần là nó phổ biến rồi. Và cái thành phần tiếp theo đó là biến. Thì khi mà nói đến biến á, là chúng ta thường phải gắn với lại cái kiểu dữ liệu đúng không ạ. Các bạn nhớ lại cái ngôn ngữ lập trình C mà chúng ta đã học á, thì các bạn thấy không, đối với lại bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào thì nó cũng có tư duy như vậy thôi. Tuy nhiên á, với PHP nó là một cái ngôn ngữ khá linh hoạt, thì chúng ta cũng đã nói cái triết lý của nó rồi, thì nó là ngôn ngữ linh hoạt chứ không có khắt khe như là ngôn ngữ C. Thì chính vì thế là các bạn thấy là khi mà biến á, thì ở đây chúng ta gán giá trị là tự động nó nhận dạng là cái biến đó sẽ thuộc về kiểu dữ liệu nào, mà chúng ta không cần phải khai báo biến đó thuộc kiểu dữ liệu gì trước, giống như ngữ C đâu. Ở C á, thì chúng ta thấy một sự khác biệt, đó là trước khi chúng ta muốn gán giá trị biến về một cái giá trị nào đó thì chúng ta phải xác định trước là cái biến đó nó thuộc về kiểu dữ liệu nào, thì biến đó thuộc kiểu dữ liệu nào thì nó mới nhận cái giá trị thuộc về miền
giá trị của kiểu dữ liệu đó, đúng không ạ? Nhưng mà đối với lại PHP á, thì nó giống như cái file Excel chúng ta, mỗi một ô chúng ta nhập giá trị chuỗi thì lúc đó ô đó nó sẽ tự động nhận biết đây là giá trị chuỗi, và cái ô nó chứa giá trị chuỗi. Khi chúng ta nhập số thì ô đó nó sẽ tự hiểu là nó đang chứa giá trị số, và khi chúng ta nhập ngày tháng thì nó hiểu đó là ô đó sẽ chứa dữ liệu ngày tháng. Tại vì tùy theo cái giá trị dữ liệu là gì thì nó sẽ có cái phương thức xử lý riêng. Nếu là chuỗi thì nó là nối chuỗi hoặc là cắt chuỗi rồi tách chuỗi vân vân, đúng không ạ? Còn đối với số thì nó là cộng trừ nhân chia. Rồi còn nếu mà là ngày tháng thì nó sẽ có liên quan là tăng ngày giảm ngày, tăng năm giảm năm, tăng tháng giảm tháng, chẳng hạn như vậy. Thì nó sẽ có những cái xử lý riêng biệt dựa trên từng loại dữ liệu. Cho nên cái kiểu dữ liệu cực kỳ quan trọng là như vậy. Có điều chúng ta thấy là ở PHP á, thì nhắc lại các bạn là nó sẽ tự động linh hoạt xác định cái kiểu dữ liệu khi mà chúng ta gán giá trị về cho biến ha. Ví dụ trong trường hợp này đó, khi mà chúng ta gán giá trị 12 về cho biến ABC, và các bạn để ý một điều ha, trong PHP điều đặc biệt của nó là như vậy, biến luôn luôn phải bắt đầu bằng dấu đô la. Đây là, nói chung là đây là ngôn ngữ ha, và cái quy định của nó thì mình phải tuân theo thôi, chứ không có cái lý do gì hết, thì vì cái người tạo ra nó thích như vậy đó, cho nên chúng ta không có thắc mắc được cái chuyện này. Rồi thì nó khác với lại những cái ngôn ngữ lập trình khác là bắt đầu không bao giờ là một cái ký tự đặc biệt hết, hoặc là ngay cả biến cũng không có ký tự đặc biệt như vậy. Nhưng mà đối với lại PHP thì các bạn lưu ý ha, chúng ta thường quen với ngữ C rồi đó, thì chúng ta hay quên cái dấu đô la lắm, và nếu như vậy thì đây là sai nhá. Đó, nếu trường hợp này các bạn thấy nè, chúng ta khai báo như vậy thì đối với những ngôn ngữ C á thì nó hiểu, nhưng mà đối với lại PHP thì không nè, thấy chưa? Rồi thì có một cái chỗ giống như là những ngôn ngữ lập trình khác á, là nó không bắt đầu từ ký tự số, nhưng mà ở đây thì do chúng ta bắt đầu là đô la rồi thì kế tiếp không được là ký tự số ha. Trong trường hợp này nó là ký tự số sau đô la là không được, mà phải bắt buộc là một ký tự chữ. Như trường hợp này đây là sau đô la phải là bắt buộc ký tự chữ ha. Rồi trường hợp thứ ba là không dùng cái dấu gạch nối, mà chúng ta phải gần cái dấu underscore, nghĩa là gạch nối dưới. Thì cái này ngôn ngữ lập trình nào cũng vậy hết, nó có cái đặc điểm chung như vậy. Không sử dụng khoảng trắng cho biến nè, không sử dụng dấu gạch nối, là dấu trừ á, để khai báo biến. Đó là những cái quy tắc đặc biến. Thì ở đây bất khi mà các bạn đã học cái ngôn ngữ lập trình C rồi thì không có lý gì mà chúng ta lại không biết những cái nguyên tắc này. Thì ở đây chúng ta chỉ lưu ý một điều thôi, là PHP nó bắt buộc khi mà khai báo biến phải bắt đầu từ ký tự đô la. Ok. Rồi. Ở đây thì chúng ta xem cái trường hợp này ha, là nếu như mà ở đây chúng ta xem cái phần bên trái của mình trước nè. Chúng ta khai báo một cái biến là bằng 2, thì như tôi nói là ở đây khai báo biến chúng ta không cần khai báo kiểu dữ liệu. Khi mà chúng ta khai báo số 2 rồi thì lúc này tự động nó hiểu cái biến x này là kiểu dữ liệu integer ha, kiểu dữ liệu số nguyên á. Rồi thì trong cái câu lệnh thứ hai của chúng ta, câu lệnh thứ hai của chúng ta là y được gán bằng x cộng 5, thì ngay chỗ này các bạn thấy mình có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Là cái x của mình tự nhiên không có dấu đô la, các bạn thấy không? Đó, trong khi cái biến thì lúc cái biến á thì chúng ta đang sử dụng là biến có đô la này. Rồi. Còn ở đây chúng ta sử dụng cái biến này không có đô la. Thì do cái ngôn ngữ PHP này là một cái ngôn ngữ, nó là ngôn ngữ rất là linh hoạt ha các bạn ha. Ở đây nó gọi là Queries, là cái trường hợp rất là lạ. Trường hợp rất là lạ. Đáng lý nó báo lỗi, nó không báo lỗi. PHP nó không có báo lỗi. Khi mà chạy lên web thì lỗi thì nó không báo, nó không chạy thôi, nó không chạy ra kết quả như mình mong muốn thôi, hoặc là nó không chạy cái dòng lệnh đó thôi ha. Thì nó là nó không có báo lỗi như là trong ngữ C hay là C# mà các bạn đã học rồi.
Thì ở đây chúng ta thấy là nó dường như là nó bỏ quên cái ít này luôn, nó xem như là cái ít này không tồn tại vậy nè. Thì lúc này cái y được gắn bằng giá trị 5, cho nên khi mà chúng ta xuất ra ngoài màn hình thì nó ra giá trị 5 trong trường hợp này. Nhưng mà riêng với lại cái trường hợp bên tay phải của các bạn nghe nè, cái trường hợp này thì nó ra lỗi nữa, ha, có nghĩa là nó sẽ biên dịch không được. Thì lúc dĩ nhiên là biên dịch không được á, thì khi mà các bạn chạy web thì nó có bạn không thấy, trừ khi các bạn cố tình cho nó đưa ra ngoài web thôi ha. Thì ở đây chúng ta thấy là do cái này nè, khi mà chúng ta sử dụng với lại mục đích là biến á, mà chúng ta quên sử dụng dấu đô la thì nó sẽ trường hợp này nó sẽ đưa cho chúng ta gọi là cú pháp bị bạo lỗi. Thì giờ thực tế ra cái này như tôi nói trước đó đó, cái ngôn ngữ PHP nó là cái ngôn ngữ nó tương đối là linh hoạt, là chính là cái sự linh hoạt của nó cũng gây phiền toái lắm ha. Rồi trong những cái trường hợp như thế này là nhiều khi mình quên cái dấu đô la thôi mà nó gây ra nhiều cái sự rắc rối. Như trường hợp này á, là nó chạy nhưng mà kết quả nó lại không như mình mong muốn, đúng không? Đáng lý nó ra 7 thì nó ra 5, thì mình phải đi tìm cái lỗi đó cũng mệt ha, cũng mệt lắm. Rồi còn trường hợp này thì dễ hơn, tại vì nó không có biên dịch được, thì chúng ta có thể truy được ngay cái lỗi tại dòng nào. Nhưng mà đối với cái lỗi này, lỗi logic á, thì chúng ta là phải dò tìm ha, tại vì nó không ghi rõ chúng ta ở lỗi lỗi ở dòng nào hết á. Đó là như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kiểu dữ liệu chuỗi ha. Thì trong PHP á, nó cũng sẽ sử dụng cái ký tự là nháy kép để mà chỉ định là một chuỗi, và ngoài ra dấu kép thì nó còn có dấu nháy đơn nữa ha. Thì đó chúng ta thấy là single quotes là nháy đơn, còn double quotes là nháy kép, còn đây là kiểu dữ liệu chuỗi ha. Đó rồi thì chúng ta cũng tập làm quen với những cái thuật ngữ bằng tiếng Anh thì rõ ràng là nó sẽ có lợi thế sau này. Chúng ta đọc tài liệu bằng tiếng Anh hoặc là chúng ta tìm kiếm trên Google á, thì những cái tài liệu tiếng Anh nó sẽ rất là nhiều và nó chi tiết. Thì cái này nó cũng giống như ngôn ngữ lập trình C thôi. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng một hàng chuỗi á, một chuỗi á, hay một giá trị chuỗi, thì chúng ta sẽ sử dụng dấu nháy kép bao bao quanh cái chuỗi đó, hoặc là ở đây nó hỗ trợ thêm cái dấu nháy đơn. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái sự phân biệt giữa nháy đơn và nháy kép thì trong phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu. Rồi cái lưu ý thứ hai là thì cũng như những ngôn ngữ khác thôi. Nếu mà chúng ta sử dụng cái ký tự nháy kép hoặc là nháy đơn để mà chỉ định một chuỗi rồi đó, có nghĩa là nó có chức năng, đúng không? Nó có một chức năng trong cái ngôn ngữ lập trình, thì làm sao chúng ta sử dụng những cái ký tự đó như là một ký tự bình thường được ha, như là một ký tự chuỗi bình thường được, thì chúng ta sử dụng cái ký hiệu là backslash để loại bỏ cái tính đặc biệt của ký tự, thì chúng ta mới giải quyết được trường hợp đó. Rồi lát nữa chúng ta sẽ xem ví dụ thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Thì trong cái đặc điểm thứ ba mà chúng ta cần lưu ý đó chính là chúng ta phải phân biệt được cái chuỗi nằm trong dấu nháy đơn nó khác với lại chuỗi nằm trong dấu nháy kép như thế nào ha. Rồi bây giờ thì chúng ta xem cái ví dụ trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái dấu backslash để mà giải quyết cái trường hợp loại bỏ cái tính đặc biệt của ký tự trong chuỗi nha. Thì trong trường hợp này á, là chúng ta thấy nè, cái lệnh echo thì cái này chẳng qua là ở phía server nó sẽ gửi một cái chuỗi về cho trình duyệt là cái chuỗi này, thì nó gửi nguyên một cái dữ liệu dạng chuỗi như thế này, đúng không ạ? Và cái ý muốn của chúng ta là nó xuất ra cái chuỗi như thế này đây, ý muốn của chúng ta là như vậy. Tuy nhiên á, là khi mà chúng ta viết như vậy á, là chúng ta đang bị lỗi cú pháp nè, tại vì bản thân chúng ta nhìn vào chúng ta cũng thấy confused rồi. Ở đây nè, cái dấu nháy kép này với nháy kép này, chúng ta có tới bốn cái dấu nháy kép lận, thì lúc này máy làm sao nó hiểu được ha, cụ thể là cái trình biên dịch PHP làm sao nó hiểu được là cái chuỗi nào là thật sự là chuỗi ha. Mặc dù ý ý ý của chúng ta là muốn là nguyên cái này là một chuỗi nè đó, còn cái này là cái ký tự bình thường thôi, đúng không? Cái dấu kép này nè với cái dấu kép này nó chỉ là một cái ký tự bình thường thôi, thì máy nó không hiểu được ha. Nếu như mà chúng ta viết như vậy là ngôn ngữ PHP nó sẽ không hề hiểu được. Chính vì vậy chúng ta bắt buộc ở trong cái
Trường hợp này á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái ký hiệu backslash này. Chúng ta lại bỏ cái nói rằng á, cho cái ngôn ngữ, cho trình biên dịch của PHP á, nói rằng là tôi xem cái ký tự nháy kép này là một ký tự bình thường, một ký tự chuỗi bình thường thôi, không có mang ý nghĩa đặc biệt. Còn ở đây á, cái ký hiệu nháy kép này là bắt đầu cho một cái chuỗi, ký hiệu nháy kép này là kết thúc cho chuỗi. Ở đây cũng vậy, ở đây là lại bỏ cái tính đặc biệt của cái ký hiệu nháy kép này, xem nó là một ký tự chuỗi bình thường. Thì lúc này á, nó gửi về cho trình duyệt là nguyên một cái chuỗi như thế này, và nó xem đây chỉ là một ký tự bình thường, không phải là cái gì đặc biệt hết. Đó, thì đây là cái cách để mà chúng ta giải quyết cho trình biên dịch PHP hoặc là ngôn ngữ nào cũng vậy ha các bạn ha, nó sử dụng cái backslash để giải quyết cái trường hợp này. Đó, thì chúng ta thấy được cái công dụng của cái ký hiệu backslash. Còn ở đây chúng ta sẽ phân biệt cái chuỗi mà được đặt đặt trong cái dấu nháy kép là double quote, nó khác như thế nào so với lại cái chuỗi đặt trong dấu nháy đơn single quote ha. Rồi bây giờ chúng ta xem một cái đoạn mã như thế này nào. Biến chúng ta khai báo một cái biến tên là expand, gán giá trị 12 về cho biến này. Đây là phép gán. Rồi thì ở đây chúng ta cũng dùng một cái là gửi cái chuỗi này về cho trình duyệt, thì trình duyệt nó gặp cái chuỗi này, nó hiển thị bình thường thôi. Và thực ra cái chuỗi này có cái mã HTML, các bạn thấy không, là cái mã cái thẻ br. Thì bản bản thân là trình duyệt nó gặp cái chuỗi này, nó sẽ hiển thị cho trang web là cái dòng này cộng với một cái ký tự xuống dòng, đúng không ạ? Tại vì cái br này là một cái thẻ đánh dấu xuống dòng. Rồi thì lúc này chúng ta thấy là với chuỗi á, với cái chuỗi mà dùng double quote như vậy á, thì nó có sự khác ở chỗ này nè. Rõ ràng ở đây chúng ta ghi một cái là biến, đúng không, tên biến nè, cái chỗ khác biệt nó nằm chỗ này đó. Thì ở đây á, khi mà nó gửi về trình duyệt á, thì cái biến này được thay thế là bằng cái giá trị mà cái biến nó đang chứa là số 12. Cho nên á, là trình duyệt lúc mà nó xuất hiện cho trang web mình á, thì nó sẽ thay thế, thay vì nó ghi là dollar expand thì nó ghi là số 12, là cái giá trị mà biến nó đang giữ. Thì đây là cái đặc biệt đặc trưng của sử dụng double double quote nha các bạn. Chúng ta phải để ý như này. Còn đối với lại single quote á, thì nó có sự khác ở chỗ này nè. Chúng ta cũng nhìn thấy là cái dòng nó cũng giống như vậy ha, cái hai cái hàng lệnh này y chang như vậy thôi, chỉ khác ở chỗ là ở đây chúng ta sử dụng dấu đơn nháy đơn, được chưa? Chúng ta sử dụng nháy đơn. Thì khi mà chúng ta sử dụng nháy đơn như vậy á, là chúng ta nói rằng á, tất cả những cái gì trong trong cái chuỗi nha, tất cả cái gì trong chuỗi này thì giữ nguyên đó, không có thay thế bất kỳ một giá trị gì đó. Thì cho nên là lúc mà gửi về trình duyệt là nó gửi đúng nguyên chuỗi này cho trình duyệt, thì trình duyệt sẽ thấy cái expand thì xuất ra đúng cái chữ expand có dấu đô la. Và dĩ nhiên cái br này là một thẻ, thì trình duyệt nó gặp cái br là thẻ thì nó sẽ xử lý theo chức năng thẻ, nó ngắt xuống dòng thôi đó. Cho nên là chúng ta thấy nó có cái ngắt xuống dòng như vậy ha, nó không có hiện thử, nó không có hiện cái chữ br xịt cái thẻ br đâu nha các bạn. Nếu mà chúng ta muốn cho nó ra được cái chuỗi là br xịt này nè, thì chúng ta phải sử dụng cái ký tự mã hóa, đúng không? Cái này trong cái bài HTML á, trong video của HTML, cái khóa học HTML có nói về chúng ta sẽ mã hóa các ký tự này, thì mỗi ký tự này nó có cái mã của nó. Đó, bắt đầu từ ref reference, đúng không ạ? Reference cái này là nhỏ hơn. Rồi đó, thì chúng ta sẽ nhớ ha, not equal gì đó, cái này như vậy, ví dụ như vậy đó. Chúng ta phải mã hóa từng ký tự này theo cái bảng mã hóa đó. Thì cái này các bạn cứ lên internet, các bạn search cái từ mã hóa ký tự, mã hóa các ký tự, các thẻ đấy, các ký tự trong HTML á, thì nó sẽ cho chúng ta cái bảng mã đó. Thì này, trong cái video về HTML đã nói rất là kỹ rồi đó, là như vậy. Thì quay lại cái vấn đề chính của mình á, là chúng ta đang nói cái sự khác nhau giữa double quote và single quote. Thì rõ ràng một điều á, nếu như mà chúng ta muốn cái chuỗi của chúng ta có cái sự thể hiện khi mà nó chứa giá trị, có nghĩa là nó chứa một cái biến gì đó, nó không phải là một cái hàng chuỗi, thì chúng ta sử dụng double quote. Ở đây rõ ràng cái chuỗi này không phải là mang tính chất là gọi là hàng, hàng có nghĩa là không có thay đổi,
Đó. Tại vì ở đây cái expand này nó không phải xuất đúng cái giá trị là cái chuỗi expand, mà nó lại xuất cái giá trị mà cái biến expand nó chứa. Cho nên chúng ta gọi đây là một cái chuỗi, không phải là chuỗi hàng chuỗi ha. Còn ở đây á, đối với lại cái dấu nháy đơn á, thì nó là một cái hàng chuỗi rõ ràng. Tại vì mặc dù á là ở đây chúng ta ghi khai báo biến là biến expand, nhưng mà khi mà nó nằm trong dấu nháy đơn rồi á, thì cái này là một cái chuỗi, không phải là một cái giá trị biến ha. Cho nên là nó trả về kết quả cho trình duyệt là đúng theo cái giá trị chuỗi thôi, không có một cái sự đặc biệt gì ở đây là biến cả đó. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt rất rõ ràng giữa cái double quote và single quote, nó chỉ khác nhau ở chỗ này. Rồi, ok. Trong biết bi thì để mà chúng ta viết những cái chú thích đó, trong cái code thì chúng ta sử dụng giống ngữ C thôi, là nếu mà trên cùng một dòng thì chúng ta dùng hai dấu backslash ha. Còn nếu mà chúng ta chú thích trên nhiều dòng chúng ta dùng xuyệt sao sao xuyệt như thế này đó. Thì cái này nó dòng họ C ấy, nó sẽ sử dụng cái kiểu comment như thế này ha. Rồi thì đây nói về vấn đề output, nghĩa là chúng ta trả kết quả ra bên ngoài. Thì ở đây nó có hai lệnh, một cái lệnh là lệnh echo và cái lệnh là lệnh print. Thì trong cái môn học chúng ta, đối với web thì chúng ta chỉ sử dụng echo thôi. Còn cái lệnh string này là nó khi mà chúng ta dùng trên màn hình console chúng ta mới dùng. Cho nên là các bạn không cần phải quan tâm đến lệnh string. Bản chất thì nó cũng như nhau, nhưng mà echo nghĩa là từ cái phía server chúng ta sẽ gửi cái giá trị, ví dụ như đây giá trị nó là biến nè, về cho trình duyệt. Thì trình duyệt nó sẽ xuất cái giá trị của biến này. Ở đây nó đang tính ra được là 15 cộng 27 là bằng 40 42 đúng không? Thì nó sẽ xuất ra cái giá trị biến x là 42. Còn này nó sẽ xuất ra cái ký tự xuống dòng, nó kiểu như vậy. À. Thực tế cái echo này là nó chuyển nó là cái lệnh mà từ phía server ha, nó chuyển về cái giá trị. Nếu mà chuỗi thì nó chạy nguyên cái chuỗi đó về cho phía client là cái trình duyệt, để trình duyệt từ đó hiển thị. Đó. Ở đây chúng ta muốn gửi về cho trình duyệt là cái giá trị biến x đang chứa. Đó. Nhắc như các bạn như vậy. Còn cái lệnh print là khi mà chúng ta đang dùng cái ngôn ngữ biết bi trên cái môi trường là môi trường DOS, môi trường CMD, môi trường xử lý bằng dòng lệnh đó, thì nó sẽ xuất ra trên cái màn hình CMD đó cho mình. Cũng giống, cũng tương tự như là echo thôi. Nhưng mà cái lệnh print này thì chúng ta thấy là chúng ta dùng trên cái một cái hệ điều hành gọi là hệ điều hành command line ha, command line hệ điều hành dùng lệnh. Còn với cái lệnh echo này thì mình sẽ dùng trên trên cho web, nghĩa là mình dùng cái mô hình client server, nó thể hiện như thế. Rồi, exceptions. Bây giờ trong ngôn ngữ lập trình nào nó cũng cần phải có xử lý về biểu thức đúng không? Biểu thức thì ở đây á, chúng ta thấy là biểu thức nó là cái vấn đề rất cơ bản rồi, trong toán chúng ta học được nhiều lần, và ngôn ngữ C cũng như ngôn ngữ biết bi thì nó cũng đều hỗ trợ biểu thức thôi. Thì biểu thức nó sẽ gồm có các cái tính tán hạn ha, hay bản thân một cái biến nó cũng được gọi là biểu thức, đó là đơn giản nhất. Hoặc là một cái hằng nó cũng được gọi là biểu thức, đó là biểu thức rất là đơn giản. Nhưng mà ngoài ra nó có những cái biểu thức rất là phức tạp, thì tùy theo cái bài toán của mình. Rồi thì khi mà biểu thức nó sẽ là tổng hợp gồm có tán hạn, tán tử ha. Thì ở đây chúng ta thấy là có một cái biểu thức như thế này đây, x được gán bằng 15 cộng 27. Thì ở đây chúng ta thấy lưu ý một cái chỗ, trong cái ngôn ngữ PHP nó có sự đặc biệt ở chỗ này. Rõ ràng 15 đây là giá trị chuỗi đúng không? Nó thuộc về kiểu giá trị chuỗi. Và con số 27 này là một giá trị kiểu số nguyên. Ha. Thì ngay cái này á, là chúng ta thấy nó lạ rồi. Tại vì á, ở những cái ngôn ngữ lập trình như là ngôn ngữ C hay là ngôn ngữ C#, các bạn đã học rồi thì không có chuyện này được. Tại vì chuỗi sao cộng với số được. Nhưng mà với PHP á, thì nó rất là linh hoạt. Bởi vậy á, cái ngôn ngữ này nó linh hoạt là ở những cái điểm này. Tự động nó sẽ hiểu rằng anh viết cái này là kiểu chuỗi, và anh cộng thì cái đây là phép cộng, là cộng phép cộng là cộng số học. Thì tự động nó sẽ chuyển đổi cái chuỗi này, nếu như cái chuỗi này
là dạng con số này thì nó chuyển thành con số 15. Và nó lấy nó cộng với lại con số nguyên này, sau đó nó trả kết quả về cho x. Cho nên á, khi mà chúng ta trả cái kết quả về cho trình duyệt á, thì cái x này nó có giá trị là 42. Nó sẽ quét hiển thị trang web ra ngoài có giá trị là 42 cho chúng ta ha. Còn đây là ký tự xuống dòng thôi. Nhưng mà web thì chúng ta không dùng cái ký tự xuống dòng chữ n đâu nha, mà các bạn sẽ sử dụng là thẻ br thôi ha. Đó, các bạn sử dụng thẻ br là được rồi. Ok, thì cái này là những cái kiến thức về biểu thức ha. Biểu thức thì chúng ta như tôi đã nói các bạn, biểu thức nó có thể đơn giản nhất, nó là một cái tán hàng, chỉ có một tán hàng hoặc là một biến hoặc là một hàng. Nhưng mà nó phức tạp hơn thì nó sẽ đưa nhiều tán tử vô nó. Chúng ta có nhiều loại tán tử, ví dụ như tán tử nha, cộng cộng là tăng, tán dữ tăng, tăng dần, giảm dần nè. À, tán tử mà nối chuỗi, nối chuỗi đây nó dùng dấu chấm nha các bạn, nó không đó. Thì đây là cú pháp, là cú pháp và bộ từ vựng của ngôn ngữ viết bi. À, bằng thì nó cũng giống như si là bằng bằng, và khác là dấu chấm than và dấu bằng ha. Rồi nó có một cái tán tử để xác định cái giá, cái biến đó nó có thuộc về nó có cùng, gọi là có cùng kiểu dữ liệu hay không á. Ví dụ như bạn so sánh như hồi nãy á, cái này là 15. Nếu mà bạn so sánh bằng bằng với lại 15 này á ha, thì nó sẽ trả ra là đúng nè. Nó sẽ trả ra đúng là số 1. Ở đây nó có cái kiểu là 1 với lại 0 thôi. À, số 1 là đại diện cho đúng là true, còn 0 đại diện cho sai là false á. Tại vì ở đây nó tự động nó sẽ linh hoạt, vì chính vì linh hoạt nó sẽ xem xét là đây là bằng bằng giá trị. Nhưng mà nếu như mình xét kỹ hơn á, là mình muốn là phải chính xác là bằng giá trị nhưng mà phải bạc đồng đồng kiểu nữa, thì chúng ta phải sử dụng tán tử ba bằng nữa. Thì nếu ở đây các bạn thêm dấu bằng này nữa nè, có nghĩa là kiểm tra giá trị vừa bằng mà phải đồng kiểu dữ liệu nữa, thì ở đây nó rõ ràng nó không đồng kiểu dữ liệu, cho nên là nó sẽ trả ra kết quả là không, nghĩa là false nữa. Rồi chúng ta có cái kiểu là tán tử ba ngôi, thì cái này trong C chúng ta học rồi, lát nữa chúng ta sẽ cùng tham khảo lại ha. Rồi tán tử phép gán, phép gán thì phép gán thì bình thường chúng ta dùng dấu bằng, nhưng mà ở đây chúng ta kết hợp, có kết hợp cộng bằng trừ bằng, nối chuỗi nữa nè, nối bằng. Rồi thì chúng ta cùng xem nhé. Rồi ở đây có những cái tán tử như bình thường thôi, cái này các bạn biết rồi. X bằng 12 là phép gán rất là đơn giản ha. X gán bằng 12, chúng ta đọc như vậy chính xác nhất. Rồi cái thứ tự thực hiện cái biểu thức thì cái vế phải sau phép gán sẽ được thực hiện trước, đúng không? Thì ở đây nó sẽ xét coi là ở vế phải này á, thì nó sẽ thực hiện phép tính nào trước. Thì rõ ràng ở đây chúng ta có cộng cộng, cộng cộng này được thực hiện sau, sau khi mà cái phép gán được thực hiện xong, do cái này nó quy định ha, do cái phép cộng cộng này nè đó. Lúc này nó sẽ là gán giá trị x, lúc này x sẽ có giá trị 12 cộng với lại 15 là bằng 27. 27 được gán về cho y, được chưa? Rồi sau đó x mới được tăng lên 1, thì x đang là 12 tăng lên 1 là 13. Cho nên lúc này chúng ta có x kết quả là 13, y là bằng 27 ha. Dựa trên cái việc mà chúng ta dùng lệnh echo như thế này, nó sẽ trả ra kết quả như vậy. Thì còn lý do tại sao x có giá trị 13 và y là 27 như tôi giải thích vừa rồi, thì lúc này chúng ta nhớ lại cái kiến thức mà các bạn đã học si rồi đó. Thì nó có đối với cái phép increment hay là decrement á, là nó có cái cộng cộng và trừ trừ, đúng không? Thì nó lại có hai dạng. Một á là tăng trước là cộng cộng x, ví dụ này, đó trường hợp này, và trường hợp này là trường hợp thứ hai. Và hai cái này nếu như mà nó đứng một mình á thì nó không có gì khác hết, bản chất là nó tăng cái giá trị của biến x này lên lên một. Nhưng mà khi mà nó có cái phép gán thì nó có sự khác nha. Tại vì cái này á, là nó tăng trước rồi nó gán. Đó, nó có phép gán thì nó sẽ khác. Còn cái này là gán trước rồi mới tăng sau. Như vừa rồi chúng ta giải thích cái kết quả này. Thì khi mà có phép gán thì cái chuyện mà cộng cộng và trừ trừ nó khác, nó có kết quả khác nhau. Thì các bạn lưu ý một chút chỗ này thôi.
Nhưng mà tôi khuyến khích rằng là khi mà viết viết code đó, thì chúng ta nên chia ra thành hai dòng để tránh trường hợp chúng ta phải bị nhầm lẫn như thế. Hai, chúng ta tránh trường hợp viết gộp như thế này vì nó rất là hại não chúng ta. Rồi. Ok. Đó, như trường hợp nãy các bạn, cái dòng nãy chúng ta có thể thay thế bằng hai dòng này. À, viết như vậy nó sẽ rõ ràng hơn, minh bạch hơn. Và viết code thì chúng ta nên thực hiện cái kiểu này. Nó sẽ tốt cho chúng ta và tốt cho những cái người đọc code nữa. Nó có nhiều cái điểm lợi lắm ha. Thì bản chất về thực thi thì nó cũng tốn bao nhiêu đó câu lệnh thôi. Cho nên là chúng ta không cần phải viết tắt như vậy. Rồi, đây là phép nối chuỗi nè. À, nối chuỗi này các bạn. À, chúng ta nối cái chuỗi hello và cái chuỗi world. À, thì chúng ta sử dụng cái dấu chấm được chưa? Và chúng ta cứ chấm thôi thì chúng ta sẽ nối lại. À, nối lại như vậy. Ở đây thì cái lệnh echo này chúng ta tiếp tục nối nguyên cái chuỗi này nè. Cái A này bây giờ nó là hello world rồi. Có dấu chấm than ha, và nó nối thêm cái ký tự xuống dòng. Thì tôi nói các bạn quên cái ký tự xuống dòng shift n này đi. Tại vì nó chỉ có tác dụng trong cái màn hình console thôi, màn hình command line thôi. Còn nếu mà chúng ta sử dụng trên web thì chúng ta muốn xuống dòng chúng ta dùng cái ký hiệu, dùng cái thẻ ha, thẻ br đó. Đó, nên tôi nhắc cho các bạn nhớ ha. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta nhắc lại cái tán tử ba ngôi, ternary. Thì tán tử ba ngôi là bản chất nó là bản chất của nó thực sự nó là cái lệnh if thôi, nhưng mà nó thay vì chúng ta phải dùng if nó mất thời gian quá thì nó dùng cái lệnh tán tử ba ngôi này. Nó sẽ tiết kiệm được hơn, gọn hơn như vậy. Nhưng mà nó dễ hiểu nha, gọn nhưng mà dễ hiểu, nó khác với gọn mà gây hại não nha các bạn. Thì ở đây chúng ta có một cái biến là quay web www. Chúng ta gán vào 123. Thì chúng ta nhớ là tán tử ba ngôi nó có ba biểu thức. Đây là biểu thức số 1 nè. Là biểu thức trước dấu dấu hỏi nhé. Đây là biểu thức số 1 ở tôi đóng dấu ngoặc để cho các bạn để. Và đây là biểu thức số 2 là sau dấu hỏi nhưng mà trước cái dấu chấm dấu hai chấm. Đây là biểu thức số 2. Còn đây là biểu thức số 3. À. Thì như tôi nói rồi đó, biểu thức có thể là một giá trị, có thể là một hàng giá trị, có thể là một biến, có thể là một phép tính. Thì ở đây đơn giản là nó là hàng giá trị thôi, đúng không? Xin lỗi bạn này số 3 nha. Thì ở đây á, đối với tán tử ternary á, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ xét cái biểu thức số 1 trước, và biểu thức số 1 nó sẽ trả giá trị đúng hoặc là sai. Đúng không ạ? À? Tại vì nó là cái kiểu luận lý mà. Thì cái nó kiểm tra xem nè, như là cái biến web này nó có lớn hơn trăm hay không. Thì ở đây chúng ta đang có cái giá trị web là 123, là nó kiểm tra là có lớn hơn 100 đúng không? Nên nó trả là đúng. Thì nếu mà đúng thì nó sẽ thực hiện cái biểu thức số 2. Còn nếu sai nó sẽ thực hiện biểu thức số 3. Thì đối với cái biểu thức tán tử ba ngôi nó chỉ có tác dụng như vậy thôi. Đó, như vậy thì lúc này các bạn sẽ để ý nè. Trong trường hợp này giá trị 123 lớn hơn 100 thì nó sẽ thực hiện cái biểu thức là large, là nó lấy cái giá trị này nè. Được chưa? Nó lấy cái hàng giá trị last. Thì ở đây chúng này lúc này nó mới thực hiện cái phép gán. Tại vì như chúng ta nói đó, cái phép gán là được thực hiện sau. Cái vế phải được thực hiện trước, thì vế phải của chúng ta đang là tán tử ba ngôi đúng không ạ? Họ tán tử ba ngôi này của chúng ta nè. Nó thực hiện trước. Thì khi nó thực hiện nó trả ra kết quả là last. À, và cái lúc này á cái kết quả này sẽ được gán về cho biến message. Đó, cho nên nó là đầu tiên chúng ta thấy là kết quả nó sẽ là last. Đó. Tiếp theo chúng ta tiếp tục dùng cái biến message này, chúng ta gán cho bằng một cái biểu thức này. Như vậy biểu thức này sẽ được xử lý trước đúng không? Biểu thức này sẽ được xử lý trước. Thì cái biểu thức này nó được xử lý trước như vậy á là nó sẽ kiểm tra cái biểu thức đầu tiên đây, biểu thức số 1 đây. Kiểm tra thêm cái là quay web này nó chia hết cho hai hay không. Đó. Ở đây là chia lấy dư cho hai có bằng không hay không á, là chia dư chia hết hay không á ha. Thì ở đây rõ ràng là 123 không chia hết cho 2. Có nghĩa là lúc này biểu thức này nó sẽ trả ra false. Thì cái biểu thức này trả ra false thì nó sẽ thực hiện cái biểu thức số 3. Là lúc này cái nó trả ra cái giá trị là op. Như vậy lúc này cái message của mình được gán giá trị là op. Và lúc này echo ra, mình echo ra thì nó ra là op. Đó, second ra op. Đó, là tương ứng dòng này. Rồi, tương tự như vậy, đến dòng thứ ba thì
nó lại tiếp tục là nó làm gì? Ở đây á, bạn thấy đây nè, ở đây nguyên cái biểu thức này á, là nó sử dụng là một cái biểu thức luận lý rõ ràng, tại vì á nó dùng cái biến của web nó chia dư rồi nó xét xem có bằng không hay không, thì đây rõ ràng là nguyên cái này là rõ ràng là một cái biểu thức luận lý đúng không ạ? Còn ở đây á, là nó không ra biểu thức luận lý gì hết, mà nó lại chỉ lấy cái gì, cái giá trị của cái biến 1,3 nó chia dư cho 2 thôi, nó đâu có đem đi so sánh đâu, thì nó sẽ trả nguyên giá trị thôi. Thì 1,3 chia dư cho 2 thì dư thì nó sẽ ra là một, mà một á, đối với lại cái những cái ngôn ngữ lập trình như là biết bi hay là si á, cứ khác không ha, cứ khác không là true, bằng không là false. Như vậy thì lúc này nó do là cái phép tính này nó trả ra chị là một nè, được chưa các bạn, nó trả ra chị là một nè, thì lúc này cái biểu thức số 2 sẽ được thực hiện đó. Thì lúc này nó sẽ trả ra chị là op, và op này được gán về cho message, cho nên nó lúc này tại sao chúng ta có cái kết quả là third, là op op ha, đó là cái lý do như vậy. Thì thực tế là cái tráng tử ba ngôi này nó đơn giản thôi các bạn chỉ nhớ nguyên tắc là cái biểu thức số 1 được xét nó sẽ trả ra là true hay false ha. Cái trường hợp thứ ba này là cái trường hợp rất là đặc biệt, ít khi nào mà xảy ra lắm, nhưng mà ở đây chẳng qua là tác giả muốn cho chúng ta nâng cao kiến thức thôi đó, chứ còn bình thường nó phải cái biểu thức số 1 là trả ra true hoặc false, nghĩa là không hoặc là một, thì nếu mà trả ra chị là một á, hoặc nói chung là lớn hơn không, thì nó sẽ lấy cái biểu thức số 2 là thực hiện cái biểu thức số 2, được chưa? Còn nếu như mà nó trả ra không á, thì nó sẽ thực hiện cái biểu thức số 3. Đó là cái tán tử ternary, và đây là một trong những cái tán tử mà chúng ta cũng hay sử dụng lắm nha các bạn. Thay vì chúng ta dùng cái câu lệnh if thì chúng ta dùng ternary rất là nhiều. Rồi ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái các phép gán ha, các phép gán. Thì phép gán đơn giản nhất là chúng ta hay làm từ trước đến giờ là chúng ta dùng ký hiệu bằng, nghĩa là bên phải gán về cho bên trái ha, rất là rõ ràng. Rồi ngoài ra chúng ta có cái những cái phép gán như là nối chuỗi nè, thay vì chúng ta viết nó dài dòng thì chúng ta nối như thế này thì dễ, thì nó gọn hơn, và nó gọn nhưng mà nó dễ hiểu nha các bạn. Thì cái dòng lệnh này tương đương với lại là cái việc mà chúng ta dùng cái biến out đúng không, nó sẽ là bằng out nối với lại cái chữ word này đó, nối là nối chuỗi là dùng dấu chấm đúng chưa đó, tôi biết rồi. Thì nếu mà chúng ta viết này dài dòng quá chúng ta viết tắt lại đó, có nghĩa là thay vì chúng ta phải viết một lần chữ ao đằng sau nữa, nó dài dòng quá chúng ta viết tắt lại vậy thôi. Tương tự cho phép cộng, count count cộng bằng một, có nghĩa là count bằng count cộng một đó, hoặc là count cộng cộng đó, nó là tương đương với nhau hết ha. Đó, cái dạng này thì chúng ta thấy là nó thật sự đơn giản thôi các bạn, không có phức tạp đâu. Rồi ở trong cái phần ngôn ngữ lập trình nào nó cũng có cái chuyện là gọi là chuyển đổi kiểu dữ liệu ha, tại vì cái giá trị này nó có thể chuyển về nó đang ở một cái kiểu dữ liệu A nhưng mà chúng ta có thể chuyển nó thành kiểu dữ liệu B không, thì nó sẽ tuân theo những cái nguyên tắc nào. Thì các bạn trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào nó cũng có cái chuyện là chuyển đổi một cách nhầm định là implicit convention, và cái loại thứ hai là chuyển một cách tường minh explicit casting. Casting hay convention thì nó cũng giống nhau thôi, nó cùng một nghĩa là chuyển đổi kiểu dữ liệu. Vậy chúng ta hãy xét xem dữ liệu như sau ha. Thì các bạn mà đã hiểu si rồi thì các bạn sẽ thấy biết bi này nó linh hoạt hơn thôi, nhưng mà cái gì mà càng nghiêm khắc thì dĩ nhiên là nó chuẩn hơn, nó sẽ chuẩn và chúng ta dễ dàng giải thích được. Thì đối với C á, đối với lại xin lỗi bạn, đối với là PHP á, thì nó sẽ là đơn giản như thế này. Ở đây chúng ta khai báo A gắn bằng 56, B là 12, được chưa? Thì lúc này tự động là PHP nó sẽ hiểu là A là số nguyên và B là số nguyên thôi. Rồi khi mà chúng ta gán là A C bằng A chia B, được chưa?
C bằng A chia B. Thì lúc này á, đối với C á, là chúng ta sẽ thấy rằng á, nó cực cổ này nó khác với lại ngôn ngữ C nè. Thì tại vì C đối với ngôn ngữ lập trình C á, là chúng ta phải khai báo cái biến C này thuộc về kiểu gì. Nếu như mà biến C này mà nó thuộc về kiểu float á, và do rằng A và B này đều là của kiểu số nguyên hết, thì nó sẽ chia ra là nó lấy số nguyên chứ nó không thể lấy số thật được, đúng không ạ? Nhưng mà đối với lại cái ngôn ngữ lập trình PHP thì nó lại không như vậy, nó lại chia như vậy, nó lại lấy luôn cái số thật này, cho nên bạn thấy cái kết quả của nó đó, kết quả của nó là như thế. Thì đó là cái sự linh hoạt thôi. Rõ ràng tại vì mình không có khai báo cái biến C này là thuộc kiểu nào, thì nó sẽ tự động dựa trên cái phép chia này thì nó ra được cái kết quả là số thật, cho nên nó sẽ tự động gán cho C là số thật luôn. Nhưng mà đối với lại cái ngôn ngữ lập trình C á, thì cái C này nó sẽ ra là 4 thôi nha các bạn, nó không ra được là 4.6 đâu. Tại vì mình phải khai báo trước cái C này là cái kiểu gì. Nếu mà cử số nguyên thì nó sẽ ra là 4, được chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta xem cái tự động cái chuyển đổi kiểu một cách ngầm định nè. Chuyển đổi cái, thì cái này là chuyển một cách ngầm định các bạn, tự động nói chuyện thôi chứ mình đâu có yêu cầu nói chuyện đâu ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục coi nói chuyện một cách ngầm định nè. Gán một cái biến D bằng chuỗi, một cái chuỗi có số giá có giá trị là 100 ha, một chuỗi nha, không xin lỗi, một chuỗi là 100 cộng 36.25 cộng chu. Thì bạn thấy rõ ràng đây là một cái hàm bà lằng, một cái biểu thức mà trong đó đủ kiểu giá trị hết, kiểu chuỗi có, kiểu số thật có, kiểu boolean có đấy. Thì bây giờ nó làm sao? Tự động lúc này nó sẽ tính toán được nha, nó không báo lỗi nha các bạn, cái này nó vẫn tính được bằng cách là nó sẽ thấy là phép cộng là cộng cho số học, đúng không? Tại vì nó sẽ dựa trên tán tử. Nếu mà là cộng là nó sẽ xem tất cả cái tán hạng là phải là số hết, số nguyên hoặc là số thật. Thì ở đây á, nó thấy rằng á, chuỗi này nó tự động nó chuyển về giá trị 100 được. Đó, nó tự động nó chuyển về 100 được. Cho nên á, là nó sẽ lấy 100 cộng cho 36.25. Thì 36.25 bản thức là một con số rồi, nó là số thật. Ok, cộng phép cộng không có cần gì phải chuyển hết. Nhưng mà chỗ này nó chuyển là thành một con số 100. Rồi sau đó nó tiếp tục nó cộng cho true. Thì true á, là tự động nó quy về là số 1. Đó, nó còn false thì nó tự động quy về số 0. Thì chính như vậy bạn cộng lại nó sẽ ra là 137.25. Đó là cái giá trị của D ha, giá trị của D đó, cái kết quả này xuất ra. Rồi. Ở đây á là rõ ràng toàn bộ cái quá trình này là trình biên dịch C, xin lỗi, trình biên dịch PHP nó thực hiện cho mình tự động, không hề có sự can thiệp của mình. Thì người ta gọi nó là một cách ngầm định, implicit nha. Trừ khi nào mà chúng ta có cái sự can thiệp là chỉ định, buộc nó phải về cái kiểu dữ liệu đó ha, mà kiểu dữ liệu mà chúng ta muốn thì chúng ta phải bắt đầu có cái sự khai báo. Đây, cái lệnh này các bạn để giùm tôi. Thì rõ ràng cái D này sau khi tính nó phải là kiểu số, đúng mà nè, nó là kiểu số. Tại vì nó tính cộng thì nó cuối cùng sẽ ra là con số 137.25. Và bây giờ chúng ta muốn chuỗi nối nó thành chuỗi á, từ số nó biến thành chuỗi để nó nối được. Ở đây là dấu chấm, là dấu nối chuỗi nè. Nó nối được với là cái chuỗi D2 hai chấm khoảng trắng này, đúng không? Rồi sau đó nó nối được với lại cái chuỗi xịt N này. Thì lúc này chúng ta phải biến số thành chuỗi. Tại vì cái phép dấu chấm này nó đòi hỏi là phải là kiểu chuỗi. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái khai báo tường minh là chúng ta ghi cái tên chuỗi mà chúng ta muốn chuyển về, và sau đó là cái biến hoặc là cái giá trị của cái chuỗi ha, của giá trị của cái biến hoặc là cái hằng mà chúng ta muốn chuyển đó. Đó là như vậy. Thì cái cách này nó y chang như C thôi các bạn. Rồi tương tự như vậy nè, chúng ta có một cái biến E và chúng ta có một cái giá trị số thật là 9.9, nhưng mà chúng ta muốn biến E này nó là kiểu số nguyên. Kiểu số nguyên là kiểu không có dấu chấm động đằng sau á,
thì lúc này rõ ràng là chúng ta phải ép cái giá trị số thực này về số nguyên trước, sau đó chúng ta mới thực hiện phép trừ. À, khi mà ép từ kiểu số thực là có miền giá trị nó lớn hơn số nguyên đúng không ạ? Tại vì số nguyên nó đâu có dấu chấm đằng sau đâu, à, nó không có dấu chấm đằng sau. Thì lúc này đó, khi mà chúng ta ép như vậy là chúng ta chấp nhận mất mất dữ liệu, à, mất một cái số dữ liệu, nó nghĩa là nó không còn chính xác nữa. Thì thay vì bây giờ 9.9 khi mà ép về số nguyên thì nó ép được, nhưng mà nó sẽ trở thành giá trị là chính thôi, nó sẽ bỏ mất đi cái chấm chín này, 0.9 đi đó, rồi lúc đó nó mới thực hiện phép trừ. Thì cho nên là chúng ta mới có kết quả là e là bằng 8. Thì khi mà chuyển đổi kiểu dữ liệu một cách tường minh á, là đối với ngôn ngữ C hay bất kỳ những ngôn ngữ lập trình khác, cái tư duy của nó là chúng ta muốn chuyển từ một cái kiểu dữ liệu lớn về kiểu dữ liệu nhỏ. Lớn ở đây nghĩa là cái miền giá trị hay là cái vùng giá trị của nó lớn hơn, biểu diễn lớn hơn so với lại cái kiểu dữ liệu có cái vùng giá trị biểu diễn nhỏ hơn. Thì như chúng ta nói trong trường hợp này là số nguyên á, có miền giá trị nhỏ hơn so với lại số thật. Cho nên là khi mà số thật mà chuyển từ cái giá trị thuộc kiểu số thật mà chuyển về giá trị thuộc kiểu số nguyên, thì lúc này chúng ta phải chấp nhận mất dữ liệu và chúng ta phải khai báo một cách tường minh. Đó, thì tường minh là is leaked. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rất rõ. Thì nếu như các bạn hồi đó học ngôn ngữ C một cách rất là cẩn thận về những cái nền tảng này thì các bạn sẽ hiểu ngay thôi ha. Rất là dễ hiểu ngay chỗ này. Chúng ta đọc qua slide chúng sẽ hiểu lên. Ok, tương tự này là cái này là một cách âm thầm ha, chuyển đổi một cách âm thầm. Thì bản chất nó chuyển đổi được nha các bạn. À, mặc dù chúng ta thấy nè, à, đây là dấu cộng, như tôi nói nó xét là dấu cộng. Dấu cộng có nghĩa là cộng số. Thì ở đây là số thì không cần chuyển, nhưng mà cái chữ sum này không chuyển được, không chuyển được thì nó cho về không. Cho nên chúng ta thấy kết quả nó là 25. Đó, nó vẫn chuyển được kết quả 25. Thì những cái trường hợp như thế này á, là chúng ta thấy là cái việc mà nó linh hoạt á, nó linh hoạt cái này nó không tốt cho mình. Tại vì rõ ràng về tư duy mình đâu có cái chuyện là tự nhiên chuỗi mà đi cộng với số kiểu này đó, mà nó còn ra kết quả như vậy, mình không có gọi là quản lý được, thì thường nó sẽ đưa ra cái chuyện là sai về luận lý, sai luận lý là sai kết quả, và mình không có đoán trước được. Mà trong khi mình lập trình mà mình không đoán trước được thì sao lập trình? Đó, chính vì vậy đây là những cái trường hợp nó rất là linh hoạt, nhưng mà có điều là nó lại không tốt cho mình. Nhưng có điều là khi mà mình code thì dĩ nhiên mình phải control được những cái chuyện này, tránh những cái trường hợp này xảy ra ha. Đó, còn trường hợp dưới này thì do là chúng ta sử dụng cái phép nối chuỗi, nhớ dấu chấm là phép nối chuỗi, thì lúc này nó sẽ tự động biến đổi cái số thành chuỗi, thì cho nên nó sẽ nối lại, cho nên nó ra là sum 25. Đó là như vậy thôi. Thì ở đây tôi dành khá nhiều thời gian để giải thích cho các bạn về cái casting hay là conversion, có nghĩa là chuyển đổi kiểu dữ liệu. Thì vì nó là một trong những cái phần rất là quan trọng để chúng ta khi mà đọc code hoặc là chúng ta muốn thực hiện cái việc mà chuyển đổi kiểu á, chúng ta hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó. Thì nếu như mà các bạn trước đó mà đã học tốt về ngôn ngữ lập trình C rồi thì cái phần này thì các bạn cũng sẽ cảm thấy nó đơn giản thôi, thì nó vẫn theo cái tuân theo cái tư duy đó. Có điều là BSB nó linh hoạt chỗ là nó cho cái chuyện là trộn lẫn các kiểu dữ liệu với nhau, tự động nó chuyển đổi, nó chuyển dùm. Thì về mặt nào đó thì nó cũng cũng tiện lợi đó, nhưng mà chúng ta sẽ dễ bị kiểm soát, nó không có chặt chẽ và dễ gây ra những cái lỗi luận lý ha. Rồi, thế trường hợp như các bạn thấy á, ngay cả kiểu liệu true false nữa, kiểu liệu true false nữa, thì ở đây nó kêu nó dùng nối chuỗi luôn nè, cái phép này là phép nối chuỗi nè các bạn, đó, nó vẫn nối được nhé, nhưng mà như tôi nói các bạn á, false á, thì khi mà nó chuyển thành chuỗi á, thì nó là ký tự rỗng, nó chuyển qua số nguyên á, thì nó là số 0, đó, nó linh hoạt như vậy đó. Còn true á, thì khi nó chuyển qua chuỗi á, thì nó là ký tự 1, cho nên là nó mới ra kết quả như thế này đó, các bạn thấy không? Thì đây là những cái nguyên tắc khi chúng ta học ngôn ngữ BSB thì chúng ta cũng nên biết cho nó chắc chắn, để khi mà nó ra kết quả chúng ta biết được lý do tại sao, hoặc là khi chúng ta lập trình chúng ta sử dụng tới thì chúng ta biết được, chúng ta suy đoán được kết quả rồi.
Rồi, như nãy tôi nói các bạn đó là cái phép so sánh đó, ha, bằng bằng thì nó chỉ so sánh về giá trị thôi. Thì ở đây số 1, 2, 3 và cái chuỗi 1, 2, 3 thì nó sẽ so sánh giá trị thì nó là ngang nhau. Tại vì lúc này nó sẽ chuyển, nó tự động chuyển cái kiểu chuỗi thành chuỗi số, cho nên là nó so sánh được ra giá trị này. Tương tự trường hợp này nè, nó còn ghê gớm hơn nữa không? Thì nó bản chất là gì? Nó sẽ thực hiện cái phép tính này trước, phép tính cộng này trước. Thì nó cũng chuyển đổi một cách ngầm định thôi, chuyển cái chuỗi 100 này thành số 100 cộng với lại 23 và nó so sánh, thì lúc này nó cũng trả ra kết quả là đúng, là true á. Ha. Thì cho nên nó mới xuất ra là bằng nữa, ha. Đó là như vậy. Ok. Đó, phone thì nó tương ứng với lại số 0 ha các bạn ha. Nếu mà nó cái giá trị phone là cái giá trị phone này là nó tương ứng với lại cái giá trị 0 của số nguyên. True thì là giá trị lớn hơn 0, 1, 2, 3 gì đó, nói chung là khác 0 là nó sẽ là true hết. Rồi. Đó các bạn thấy không? Nó tự động nó chuyển cái bằng cái ngôn ngữ PHP thì nó rất là linh hoạt chỗ đó. 5 có nhỏ hơn 6 không? Có thì nó trả là true. Thì true thì nó có so sánh với lại là trừ là 2 trừ 1. Ở đây rõ ràng chuỗi mà trừ nhau thì nó tự động nó biến thành số hết. Tại vì đây là cái phép tính trừ, phép tính số học. Thì nó cũng ra là bằng ha. Tại vì sao? Tại vì true là nó sẽ cái này nó ra lần một đúng không, nó chuyển lần một, còn này là true đúng không, true là bằng một, biểu thức này đúng ha, biểu thức này đúng. Như tôi nói với bạn đó là kiểu boolean lên thì false là bằng không, true thì bằng một, hoặc là nói chung lớn hơn không, các không là true hết nha. Ok, trường hợp này cũng vậy nè, đó, cho bạn thấy. Để đây là chúng ta rèn luyện lại, nhớ ghi 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 nhớ cho nó rõ ràng ở chỗ cái chuyện là PHP do nó linh hoạt tự động chuyển chuyển đổi các kiểu dữ liệu với nhau á, cho nên là chúng ta phải nắm vững mấy cái cách vận hành của nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một số cái cấu trúc điều khiển. Thì ngôn ngữ nào nó cũng hỗ trợ thôi. Lệnh if là những cái lệnh về lệnh lệnh lý ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tán tử về lệnh lý như là dấu kiểm tra bằng nè, hoặc là kiểm tra bằng bằng ha. Bằng 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 ba dấu bằng như tôi nói, vừa kiểm tra giá trị mà còn vừa kiểm tra có đúng kiểu dữ liệu chúng ta muốn hay không nữa đó. Nghĩa là nó so sánh cả cả giá trị và cả kiểu dữ liệu có đồng dạng hay không ha, có đồng kiểu dữ liệu hay không, thì chúng ta dùng dấu bằng bằng đó. Dấu khác, dấu lớn, dấu nhỏ, nhỏ hơn bằng, lớn hơn bằng, and, or, not. Ok, đó là những cái biểu thức mà nó trả ra giá trị là đúng sai, true false đó. Đó thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái biểu thức điều kiện if. Thì cái này rất là giống C các bạn thấy không? Thì nó sẽ dùng if, và trong if thì nó chỉ hỗ trợ đơn lệnh, cho nên chúng ta muốn thực hiện nhiều lệnh chúng ta phải sử dụng khối bằng cách là mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn ha. Tương tự cho else thì có if là có else đó. Nếu biểu thức này đúng trả ra là true thì if nó sẽ được thực hiện ha. Các lệnh trong if sẽ được thực hiện, còn nếu như mà nó trả ra false thì các khối lệnh trong else sẽ được thực hiện. Rồi, những cái này là kiến thức rất căn bản rồi. Ở đây thì ngôn ngữ lập trình nào cũng vậy, white space thì nó không thành vấn đề. White space does not matter, nghĩa là nó không có quan tâm cái chuyện dư khoảng trắng đâu. Trong khi lập trình thì nó sẽ tự động bỏ qua những cái khoảng trắng dư thừa. Đó, bạn ở đây bạn thấy còn khoảng khoảng trắng dư thừa không? Không sao hết. Không vấn đề hả? Hoặc là dư các dòng dư thừa cũng chả sao hết. Đó, bạn thích viết kiểu này hay là bạn viết kiểu này thì bản chất nó như nhau, tại vì nó dựa trên là mỗi lệnh là một dấu chấm phẩy mà, đúng không? Đó, cứ kết thúc một lệnh là kết bằng bằng dấu chấm phẩy. Nhưng mà viết như vậy thì dĩ nhiên là không ai thích, đó là gọi là đi code không có đạo đức đó các bạn. Tại vì nhìn vô rất là khó chịu đúng không? Nhìn vào là hết muốn đọc rồi. Đó. Còn cái code như thế này thì gọi là code có đạo đức nè, nhìn dễ nhìn, nhìn vô là hiểu liền. Đó. Thì chúng ta nên hướng về có đạo đức ha. Rồi, đây là phong phong cách ha, phong cách các bạn viết code thì theo cái style như là cái kiểu nào, phong cách nào. Thì phong cách này là phong cách Java, là nó sẽ mở cái dấu ngoặc nhọn ngay cái dòng if luôn. Đó, phong cách Java. Còn phong cách của C# là nó để xuống dòng. Đó, tùy tùy các bạn nha. Thì các bạn muốn để theo cái nào thì để, như tôi thì tôi thích cái phong cách này, tại vì tôi
Tôi thấy viết như vậy nó cũng gọn nha, nhìn nó cũng gọn. Đó, cái này thì không không có cái chuẩn nào hết, nhưng mà đa phần bị cái những cái ngôn ngữ, tại vì hồi đó cái Java nó mạnh quá. Các bạn nên nhớ C# là ra đời sau Java, mà C# nó lại học cái công nghệ, nó mua lại công nghệ của Java nhé. Thì trước đó Java là cái cộng đồng rất là yêu mến, cho nên là cái số người mà theo cái phong cách này nhiều. Thì chính là tôi cũng khuyến khích là các bạn nên theo phong cách này ha, nhưng mà tùy các bạn thôi. Rồi thì đây là cái lùa cái lưu đồ cho chúng ta thấy là cái luồng xử lý của lệnh if. Thì nói chung mà các bạn đã học ngôn ngữ lập trình C rồi, thì những cái lệnh này chúng ta phải nói là phải rành rồi, đúng không? Đó, phải rành rồi, và chúng ta hoàn toàn có thể chuyển nó thành cái lưu đồ từ những cái thuật toán, bất kỳ thuật toán nào chúng ta cũng có thể vẽ lưu đồ được. Đó, chúng ta thấy ha, và nhìn lưu đồ thì nó dễ hiểu hơn so với chúng ta nhìn cái if này, trừ khi là chúng ta là coder chuyên lâu năm rồi, coder có kinh nghiệm rồi đó, thì chúng ta nhìn vô chúng ta biết liền cái thuật toán này nó đang làm gì. Nhưng mà nếu như mà không phải là người, thứ nhất là chúng ta mới học cái ngôn ngữ đó, thứ hai có thể là chúng ta mới làm quen với lại coding đó, thì chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy khó chịu lắm ha, khó cảm thấy không thân thiện bằng cái nhìn vô cái lưu đồ. Ok rồi, ở đây thì nó có cái ghi chú cho chúng ta là cái curly brace, nghĩa là cái dấu ngoặc nhọn á, thì chúng ta bỏ qua cũng được ha. Nếu như mà nó nhiều lệnh á, thì chúng ta cần, nó vì cái curly brace nghĩa là cái dấu ngoặc nhọn này nhé, là chúng ta thường là để gọi là khối lệnh, nhiều lệnh, đúng không, thực hiện một nhiều lệnh. Tại vì cái lệnh if nó chỉ hỗ trợ gọi là đơn lệnh thôi, cho nên nếu mà chúng ta muốn làm nhiều lệnh chúng ta phải phải sử dụng cái dấu ngoặc hoặc nhọn này. Nhưng mà nếu như mà trường hợp chúng ta chỉ có sử dụng một lệnh một thôi á, thì chúng ta không cần phải dùng dấu ngoặc nhọn ha. Ý nghĩa của slide này nó là như vậy. Thì cái dòng lệnh này nó cũng tương đương với dòng lệnh này, hai cái như nhau được chưa, hai cái như nhau thôi đó. Rồi chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo là cái vòng lặp. Thì ngôn ngữ PHP nó cũng giống như ngôn ngữ C. Tại vì theo tôi hay nói về ngôn ngữ C thì đơn giản là để học được môn này thì các bạn phải có cái môn tiên quyết là lập trình C rồi. Thì tôi mặc định là các bạn đã phải học C rồi và đã qua môn đó rồi. Vì thế là tôi những cái kiến thức này thì nó rất là giống C. Cho nên là tôi có thể lướt nhanh được những cái kiến thức này ha. Rồi các bạn nếu như mà ai mà đã quên cái kiến thức C đó thì tôi sẽ gửi cho các bạn cái video chuỗi bài giảng của tôi về cái ngôn ngữ C để cho các bạn coi kỹ lại. Nhưng mà thật ra là các bạn ôi nghe lại các bạn sẽ cũng nắm được thôi. Đối với cái vòng lặp while này á, đó là cái vòng lặp. Vòng lặp nghĩa là nó thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần một cái đoạn lệnh nào đó. Thì trong trường hợp này nó sẽ thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần cái đoạn lệnh này, được chưa? Như vậy á, lặp thì phải có điểm dừng. Điểm dừng nằm ở đâu? Nó nằm ngay chính trong cái điều kiện của vòng lặp while này, đó chính là cái biểu thức điều kiện. Tại vì á, điều kiện nó cho là đúng thì nó sẽ thực hiện việc lặp, có nghĩa là nó thực hiện những cái lệnh trong vòng lặp. Còn nếu như nó trả ra sai thì nó sẽ không thực hiện nữa, nó sẽ thoát ra khỏi vòng lặp ha. Thì trong trường hợp này các bạn nhìn rồi nè, nó gán một cái biến flu 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 là gán về chọn có giá trị là 10, thì nó sẽ lặp đi cái này là nó lặp vô tận luôn rồi ha. Tại vì chúng ta thấy nè, cái giá trị 10 này lớn hơn một không, lớn lớn là nó cứ lặp nó suốt hoài nè, nó không có cái chuyện thay đổi cái biến điều khiển vòng lặp. Ở đây chúng ta gọi là biến điều khiển vòng lặp, nó không thay đổi thì nó sẽ lặp hoài ha, tại vì nó luôn luôn kiểm tra cái giá trị là đúng đó. Cho nên là bạn thấy là cái vòng lặp này nó là vòng lặp vô hạn. Chính vì vậy á, là chúng ta phải có cái điều khiển vòng lặp. Ở đây á, là nó highlight chỗ này nên bạn không thấy. Thì ở đây nó là for bằng for trừ một, có nghĩa là cứ mỗi lần thực hiện lặp xong ha,
tôi sẽ giảm cái biến công lập này đi, tại vì lớn hơn 1 thì nó lập. Vậy đến khi nào mà bằng 1 hoặc nhỏ hơn 1 thì nó sẽ dần đúng không? Thì chúng ta sẽ giảm đi. Đó là kiểu như vậy, để cho nó còn có khả năng nó dần được. Thì tùy trường hợp, như trường hợp này là chúng ta muốn nó lập đi 10 lần nè. Đúng không? Nó lập 10 lần thì chúng ta mới sử dụng cái kiểu này. Đó, đó là tùy trường hợp. Cho nên á là khi mà làm việc với vòng lập á là chúng ta phải hết sức cẩn thận trong cái việc điều khiển cái biến biến vòng lập để đảm bảo rằng nó có dần. À, nó có dần. Đó, đó là như vậy. Thì nãy là cái vòng lập quay, còn đây vòng vòng lập đu quay. Thì hai vòng lập này á cơ chế tương tự nhưng mà nó khác nhau chỗ là quay thì nó có khả năng là không thực hiện một lần nào cả. Như trường hợp này các bạn nè, nếu như trường hợp này các bạn gán cái biến fluor nó là bằng một đi, bằng một chứ không phải bằng 10 nha, thì lúc này ngay tại cái điều kiện vòng lập nó xét là nó không thấy thỏa thì nó sẽ không thực hiện cái lệnh ring nào hết á, đúng không? Nhưng mà trường hợp do while thì nó khác một chút xíu, tại vì nó thực hiện trước rồi nó mới kiểm tra, thì cho nên á là nếu có điều kiện này nó có sai đi chăng nữa, ha, điều kiện này có sai đi chăng nữa, nghĩa là cái biến cao này nó có lớn hơn 5 đi chăng nữa thì nó cũng đã thực hiện được một lần rồi, hai một lần trên hai cái lệnh này rồi. Đó, đó chính là sự khác biệt. Rồi còn ở chỗ này á, thì các bạn thấy là nó viết tắt ha, trước có nghĩa là gì, thay vì á nó tăng cái biến điều khiển vòng lập lên thì thay vì nó ghi ở đây là cái dòng một cái dòng ở dưới này đi ha, đó là cao bằng cao cộng 1 hay là cao cộng cộng thì nó viết tắt trong đây luôn. Đó, nó viết tắt trong đây luôn cũng được, miễn là nó có cái sự thay đổi cái biến vòng lập để đảm bảo rằng nó có khả năng là dần vòng lập, được chưa? Đó là như vậy ha. Thì chúng ta chỉ cần nắm cái chuyện là while và nó khác do while ở chỗ là do while nó thực hiện được ít nhất là một lần trong cái lệnh của vòng lập, còn while thì có khả năng là không thực hiện được lệnh nào hết. Rồi vòng lập mà chúng ta cũng hay sử dụng đó là vòng lập for. Thì đây là cấu trúc của vòng lập for nè các bạn. Nó có ba biểu thức ha, for nó có ba biểu thức. Biểu thức thứ nhất là biểu thức gán giá trị khởi tạo cho biến điều khiển vòng lập. Cái biến những cái biến mà nó gọi là biến điều khiển vòng lập khi là nó điều khiển được cái chuyện lập khi nào dần. Đó. Thì nó gọi là biến điều khiển vòng lập. Thì ở đây chúng ta thấy nè, cái biểu thức thứ hai là biểu thức điều khiển vòng lập để cho biến vòng lập được thực hiện tiếp hoặc là dần. Đó, thì chúng ta thấy là biểu thức này nó sẽ trả ra true hoặc false đúng không? True hoặc là false. À, còn biểu thức khởi tạo là mình gán cái giá trị ban đầu cho biến điều khiển vòng lập là bao nhiêu. Rồi, biểu thức thứ ba là cái biểu thức thay đổi biến điều khiển vòng lập. Vì nếu mà không có biểu thức này thì rõ ràng là vòng lập có khả năng chạy vô hạn hoặc là không bao giờ chạy, đúng không? Và sợ nhất là trường hợp mà nó chạy vô tận á. Như trường hợp while hồi nãy các bạn, mình không thay đổi cái biến giá trị của biến điều khiển vòng lập thì chắc chắn là nếu như mà nó đã đúng được cái ở lần đầu rồi thì những lần sau nó tiếp tục nó đúng, mà nó đúng thì cái câu lệnh trong vòng lập nó đều thực hiện. Đó, nó được thực hiện và thực hiện hoài luôn. Đó chính là như vậy. Thì ở đây tại sao chúng ta phải có cái biểu thức số 3. Thì bản chất cái dòng for này á là nó viết toàn bộ trên một cái điều kiện ha. Xin lỗi bạn, trên một cái dòng lệnh for thôi. Nó gom lại như vậy nó gọn. Còn bản chất là nó cũng giống như cái lệnh while đó. Thì nó while chúng ta cũng phải có cái trước while thì chúng ta phải có cái khởi tạo biến đúng không? Khởi tạo giá trị cho biến. Rồi sau đó các lệnh trong while, rồi trong while thì nó sẽ so sánh điều kiện để vòng lập biết được vòng lập có thực hiện hay không, và chúng ta tự động cũng phải có cái biến điều khiển vòng lập. Thì chúng ta xét được bản chất nó như nhau các bạn, nhưng mà do chúng ta muốn dùng cái gì thôi, chúng ta dùng for hay dùng while hay dùng do while. Dĩ nhiên trong một số trường hợp chúng ta dùng nó đúng thì nó sẽ tiện lợi hơn thôi. Còn nếu chúng ta ép ha, cố gắng ép dùng một cái nào đó thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không có sự tự nhiên lắm. Thì trong trường hợp for là cái vòng lập tuyến tính, là vòng lập xác định số lần lập được,
Còn why á, là vòng lặp không xác định trước được số lần lặp. Đó, nó có cái ý nghĩa như vậy. Còn do why và why khác nhau thế nào thì tôi đã giải thích rồi. Cái for này nghĩa là chúng ta xác định được số lần lặp là bao nhiêu, chính xác luôn. Chúng ta đoán được, chúng ta biết được chính xác. Còn với why á, là thường là không biết được. Tôi ví dụ nha, trường hợp là gì? Cho người mình kiểm tra giá trị người dùng nhập á, nhập vào nó có đúng hay không. Nếu mà nhập đúng á, thì mình cho thực hiện tiếp chương trình. Còn nhập sai thì mình bắt cho họ nhập lại. Như vậy thì mình đâu kiểm soát được là họ sẽ nhập bao nhiêu lần là đúng đâu. Họ có thể nhập lần sau đúng liền, nhưng mà có thể lần sau họ nhập vẫn sai. Có thể lần sau họ nhập vẫn sai. Cho nên là mình không biết được trước số lần lặp là bao nhiêu, thì mình dùng while ở đó là chính xác nhất. Còn nếu như mà mình cho họ nhập đúng 3 lần, ví dụ như trường hợp nhập password á, nhập đúng 3 lần mà nhập sai á, thì mình sẽ không cho họ đăng nhập vào hệ thống. Thì lúc này mình dùng for, tại vì mình biết trước cái số lần nhập rồi. À, các bạn hiểu không? Đó là ý nghĩa, tại vì mình hiểu được ý nghĩa, mình dùng nó sẽ chính xác. Mặc dù á, có nhiều bạn nói em tôi muốn dùng qua cũng được vậy, cho thay thế phone cũng được. Được, bạn bạn cố tình bạn bạn ép nó vẫn sử dụng được bình thường. Thôi mình nói rồi, tôi thích dùng for, tôi không dùng while nữa, vẫn được luôn, không có vấn đề gì hết. Thì bạn ép nó thì dĩ nhiên bạn viết nó thêm giờ, thêm code thôi. Bạn phải xử lý thêm một cái đoạn code nhỏ nữa. Ha, cho nên là đó là do bạn thích thôi. À, ok. Không có vấn đề gì hết. Nhưng mà vẫn khuyến khích rồi về tư duy chúng ta dùng cho chính xác thì nó chuẩn hơn. À, và mọi người cũng dễ dàng tiếp cận hơn với mình. Đó, thì nãy giờ tôi có giải thích cho các bạn về ba biểu thức của vòng for. Chúng ta chú ý nha, những cái này chúng ta dùng rất là nhiều, nhất nhất là cái dòng for đó, chúng ta dùng nhiều lắm. Rồi ở đây chúng ta có cái là thoát khỏi vòng vòng for ha, có cái câu lệnh thoát vòng for là cái từ break, có nghĩa là chúng ta nó đang thực hiện là chúng ta muốn thoát thoát luôn, không có thực hiện những cái câu lệnh bên dưới đó nữa, thì nó thỏa cái điều kiện gì đó rồi thì nó break rồi nó thoát, nó sẽ nhảy ra cái câu lệnh sau for luôn ha, chứ không có những câu lệnh trong for nữa, và bắt đầu từ cái lệnh break này nó sẽ nhảy ra luôn. Đó chính là cái lệnh break. Ok, thì ngược cái lệnh ngược lại cái lệnh break á, là lệnh continue. Thì continue á, thay vì nó gặp cái lệnh continue này là nó sẽ không thực hiện những cái lệnh bên dưới của for nữa, mà nó sẽ quay lên cái vòng lặp, quay lên thực hiện cái việc mà tăng biến của vòng lặp lên, à, rồi kiểm tra cái biến vòng lặp, à, ok, để mà nó thực hiện. Ok, tôi cần phải nói cái chỗ này để cho các bạn nắm rõ chỗ này nè. Cái biến vòng lặp này á thì mình sẽ nói một cái quy trình đó một chút ha, để cho các bạn nắm rõ nè. Đầu tiên nó là khởi tạo, à, khởi tạo cái biến vòng lặp này với cái giá trị là một, được chưa? Cái quy trình đó các bạn để quy trình mà khi mà nó thực hiện cái này rồi á thì nó mới kiểm tra cái thực hiện cái biểu thức số 2. Cái này mình nói là biểu thức số 1 đấy nha, cái này là biểu thức số 2 đó cho dễ, này là biểu thức số 3. Thì nó lúc này á, nó thực hiện cái biểu thức số 1 xong rồi thì nó sẽ bắt đầu chuyển qua thực hiện cái biểu thức số 2, thì nó sẽ kiểm tra là count có nhỏ hơn bằng 6 hay không. Và lúc này count chúng ta ban đầu được ghép bằng 1 đúng không, thì 1 nhỏ hơn 6, ok. Lúc này nó sẽ thực hiện cái vòng hai cái lệnh trong vòng for. Chúng ta để ý là có lệnh, những cái lệnh mà nó nằm trong cái dấu ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn của for thì nó là những cái lệnh sẽ là lặp đúng không. Và như vậy trong lần đầu tiên thì chúng ta thấy là nó sẽ không thực hiện cái biểu thức thứ ba nhé. Đó, chúng ta để ý thì nó thực hiện cái lần đầu tiên nè, đó là nó ra cái giá trị này, nó xuất ra cái này, n là xuống dòng ha, n là xuống dòng, đây là n xuống dòng đó. Sau khi mà thực hiện cái lệnh này, lệnh cuối của dòng lặp for rồi ha, lệnh cuối của dòng lặp for rồi thì nó bắt đầu sao, nó nhảy lên biểu thức số 3. À, các bạn để ý cái trình tự của nó nha, nó nhảy lên cái biểu thức số 3 nghĩa là lúc này nó tăng cái biến count lên ha, nó tăng cái biến lên là lúc này biến count đang là một thì nó sẽ là bằng hai, hai thì lúc này nó lại quay ngược trở lại cái biểu thức số 2 để nó kiểm tra xem
vòng lặp này được chạy tiếp hay không. Đó, thì count lúc này mang giá trị 2 nhỏ hơn 6, nhỏ hơn bằng 6 đúng không? Nó trả ra đúng, đúng thì tiếp tục thực hiện cái lệnh trong vòng lặp là lệnh này. Đó, nó sẽ xuất ra này, sau đó xuống dòng. Đó, rồi lại tới đây tiếp tục thực hiện cái lệnh số 3, cái biểu thức số 3 là tăng cao lên bằng 1, tăng cao lên 1 nữa là 2 cộng 1 sẽ là 3. Sau đó lại tiếp tục quay về biểu thức số 2 kiểm tra xem cao có nhỏ hơn bằng 6 không? 3 vẫn nhỏ hơn bằng 6. Cho nên tiếp tục thực hiện hai lệnh này nữa. Nó ra dòng này. Rồi khi mà thực hiện cái dòng lệnh này lại tiếp tục nhảy lên cái biểu thức số 3. Đó. Thì biểu thức số 3 lại tiếp tục tăng cao lúc này bằng 3, tăng lên 1 là 4. 4 lại tiếp tục quay về biểu thức số 2 kiểm tra xem là 4 có nhỏ hơn bằng 6 hay không. À, 4 nhỏ hơn bằng 6 trả ra true. True thì lúc này nó thực hiện cái vòng, các câu lệnh trong vòng lặp. Rồi tiếp tục thực hiện cái này, nó ra cái câu lệnh này. Rồi tiếp tục như vậy, quay lên biểu thức số 3, tăng cao lên 1, 4 cộng 1 là 5. 5 quay qua bên đây. Được chưa? Quay qua biểu thức số 2. 5 vẫn nhỏ hơn bằng 6, tiếp tục thực hiện hai cái lệnh này trong vòng lặp. Cho nên chúng ta có dòng này. Khi có dòng này rồi, tiếp tục quay lên biểu thức số 3, cao cộng cộng là 5 cộng 1 là 6. 6 quay lên đây kiểm tra, 6 vẫn nhỏ hơn bằng 6, biểu thức này vẫn đúng. Đúng, tiếp tục thực hiện điều kiện này. Hai cái lệnh này ra được cái dòng này. Sau khi thực hiện hai dòng này, đúng chưa? Là dòng này nó quay lên cái biểu thức số 3. Và biểu thức số 3 là 6 cộng 1 bằng 7. 7 quay ra đây, cao bằng 7, không nhỏ hơn bằng 6, nghĩa là nó lớn hơn 6 đúng không? Thì lúc này nó trả là false. False thì lập tức thoát khỏi vòng lặp, là thực hiện cái lệnh dưới này. Hoặc là nếu không có lệnh nữa thì thoát khỏi chương trình vậy thôi. Đó, đó là cái quy trình thực hiện của dòng for. Thì các bạn thấy ở đây có một điều là gì? Cái biểu thức số 1 này nè, nó chỉ thực hiện đúng một lần đầu tiên thôi. Có nghĩa là nó khởi tạo cái giá trị biến vòng lặp và nó chỉ chạy đúng một lần thôi. Còn trong quá trình chạy thì biểu thức số 2 và biểu thức số 3 chạy liên tục đúng không? Đó, như nãy giờ tôi diễn giải cho các bạn thấy cái cách hoạt động của vòng for là các bạn thấy là nó rõ ràng như vậy đó. Và nếu như bạn nào chưa hiểu, các bạn cố gắng nghe lại cái đoạn đó và hiểu được cái cách chạy của vòng một for ha. Tại vì tôi nói rồi, cái vòng một for là nó rất là quan trọng. Ở đây thực tế là môn si chúng ta đã học rồi. Cú pháp nó viết khác một tí xíu là tại vì nó có khai báo kiểu ha, có khai báo kiểu dữ liệu thôi. Hoặc là nếu mà chúng ta không khai báo kiểu thì chúng ta phải có khai báo trên đây, khai báo cái biến count này, kiểu in, thường là kiểu in đúng không? Đó là như vậy. Nhưng mà tôi không biết được là các bạn có vững cái kiến thức về vòng lặp hay không, thì vì theo kinh nghiệm của tôi á, là đa phần các bạn không có rõ cái quy trình, cái tiến trình để mà thực hiện cái vòng lặp, nên nãy tôi đã dành tí thời gian để mà giải thích kỹ là cái cách cơ chế thực hiện vòng lặp for để cho các bạn nắm ha. Tại vì chúng trong cái môn học này chúng ta sẽ sử dụng nó rất là nhiều. Ok, thì nãy chúng ta có nói về break và continue. Thực tế là chúng ta cũng hay sử dụng cái lệnh break, cho nên là các bạn để ý cái lệnh break, nhưng mà lệnh continue thì chúng ta hiếm sử dụng hơn ha. Đó là như vậy. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần những cái kiến thức cơ bản trong cái ngôn ngữ lập trình về PHP. Thì video sau thì chúng ta sẽ tiến tới những cái kiến thức về nền tảng nó mở rộng hơn, nâng cao hơn, đó là những kiến thức về mảng, về hàng, vân vân ha. Thì vẫn là những kiến thức nền tảng nhưng mà nó bắt đầu phức tạp hơn. Thì những cái kiến thức này mong rằng các bạn sẽ nắm rất là vững để khi mà tiến vào trong việc mà chúng ta thực hiện lập trình ở phía server, nghĩa là chúng ta kết hợp với lại ngôn ngữ HTML để trả kết quả về cho phía client là xí trình duyệt á, thì chúng ta sẽ thật sự vững vàng và không có sự nhầm lẫn trong những cái bước cơ bản nào hết ở ngôn ngữ này. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại.